9. Vị tổ sư Thiền Tông đời thứ 9, Tổ Phục Đà Mật Đa. Sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn 322 năm, con của ông Phục Đà Vi Thủy, mẹ là Ưu Phả Thị, dòng Tỳ Xá La, ở nước Đề Già. Khi mẹ sanh ra ngài, 10 tuổi mà ngài không nói. Một hôm, Tổ Phật Đà Nang Đề đến nhà, gia đình mới đem sự việc trình với Tổ. Tổ bảo, đứa bé này đời trước nó thông minh lắm, ở trong Phật Pháp nó có lời đại nguyện. Nếu tôi sanh ra ở chỗ nào, tình phụ tử và phu thê không ràng buộc, tôi sẽ xuất gia tu theo Phật để giúp nhiều người giải thoát. Nghe Tổ nói vậy, nên cha mẹ và gia đình ngài xin Tổ cho ngài theo Tổ xuất gia, và Tổ chấp nhận. Tổ Phật Đà Nang Đề nói với ngài, cha mẹ và gia đình ngươi đồng ý cho theo ta xuất gia, vậy ngươi hãy thưa thầy mình đi chứ. Ngài liền chắp tay thưa, con kính chào sư phụ. Ngài vừa thưa hỏi, cha mẹ và cả bà con ai ai cũng vui mừng, nên nấu bữa cơm chay đãi Tổ và tiễn ngài theo Tổ xuất gia. Ngài được Tổ Phật Đà Nang Đề cho học chữ đến 20 tuổi. Một hôm, Tổ gọi ngài đến, đưa cho ngài bài kệ 12 câu để ngài đọc. Thiền tông đó chảy theo dòng thanh tịnh ở trong lòng mình. Thiền thanh Phật dạy núi linh là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này. Ta nay hỏi ngươi như vậy, không dùng vật lý là đây thiền gì? Ngươi biết thì trình tức thì, ngồi đó suy nghĩ vậy thì bỏ đi. Suy nghĩ mà biết thứ chi là được những thứ bỏ đi cho rồi. Ngày xưa Đức Phật dạy thôi, luân hồi nhiều kiếp hết rồi với ta. Ngài đọc 12 câu kệ này rất nhiều ngày mà không có gì lạ, mà cứ lẩm bẩm 12 câu kệ nói trên hoài. 3 ngày sau, ngài đang rửa chén, vô tình có cái chén bị rơi và bể. Tiếng chén rơi trúng đá kêu lên, ngài nghe như chết đứng, không còn biết mình là gì. Cũng lúc ấy, thân tâm ngài như mất. Khi bình thường trở lại, ngài có làm bài kệ diễn tả lại sự thấy và biết của mình bằng 36 câu kệ như sau. Tiếng vang của chén đá này vang đi khắp chốn, chuyện này lạ tai. Tiếng nghe sao lại nghe hoài, nghe như trùm khắp tỏ bài cùng ai. Thầy ôi con ngộ căng tai, tiếng đi trùm khắp hôm nay tỏ tường. Thiền tông Đức Phật chủ trương, ngộ được tánh biết là đường về quê. Quê xưa chỉ một đường về, về nơi quê cũ không hề làm chi. Thiền thanh đặc biệt diệu kỳ, rơi vào bể tánh cái chi cũng tường. Rửa chén con hết bi thương, tiếng kêu chén đá tỏ tường tánh nghe. Như vậy các tánh là bè, đưa con thanh tịnh bằng bè về quê. Trước kia con muốn trở về, về nơi quê cũ một bề dụng công. Thiền tông không phải cầu mong, mà chỉ một lòng thanh tịnh mà thôi. Cũng đừng nghĩ chuyện xa xôi, trước kia suy nghĩ vào đời chuyển luân. Phật xưa chỉ dạy chữ dừng, không theo vật lý là dừng lại ngay. Phật ôi con khóc vì ngài, dạy con thanh tịnh vào ngay Niết Bàn. Thầy con nhắc lại rõ ràng, linh sơn Phật dạy một đàn về quê. Hôm nay con thấy đường về, Niết Bàn thanh tịnh là quê của mình. Phật ôi con chỉ nghe nhìn, lời ngài huyền diệu tuyệt linh vô cùng. Không ngờ nghe thấy muôn trùng, về nơi quê cũ ung dung nhẹ nhàng. Con nay đã được bình an, Niết Bàn thanh tịnh muôn ngàn thảnh thơi. Tổ Phật Đà Nang Đề biết ngài đạt được bí mật Thiền Tông nên nói với ngài, nay ông đã đạt được bí mật Thiền Tông, vậy 30 ngày sau ta sẽ truyền bí mật Thiền Tông cho ông. Đúng 30 ngày sau, tại chánh điện Thiền Tông, chùa Thiền Tông Nghiêm Quốc, buổi lễ truyền thiền được tiến hành. Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền thiền như sau. Bài kệ truyền thiền tông. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng.
truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Phục có duyên, ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông. Đề kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là xong luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã hiểu được nhận thì tổ tông. Tổ tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, nếu ai duyên lớn mới truyền ra thiền này. Hôm nay chánh điện tại đây, tổ vị thứ 9 tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng thiền tông. Truyền đi khắp chốn núi sông, giúp người biết được là xong luân hồi. Thiền tông đặc biệt dạy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Thay lời Đức Phật tuyệt linh, chuyển ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn. Ông nên cố gắng bình an, nhìn thấy bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, vào được bể tánh hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền. Ông đã hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.